Miami vẫn là vị trí của Montuco. Em rất hay với cầu Barrett, chỉ là cầu phải như là MVP có double kill là em nào. Một VIP quay trở lại nữa cũng làm yếu tố cực kỳ là hấp dẫn ở đây, và đó là ba cái bột dành cho Mimi. Máu của cả Mimi nhận lẫn Origami, nhưng ở đây thì PM tôi đã nói rồi, chây tăng 100 đôi mà không có cái mắt. Còn dù cố áp sát lên như thế này thì Mimi ơi vẫn đổi được một double kill với Mimi. PM vừa 200 trên tay, double kill và triple. Người bây giờ FPT từ dưới đầu bắn trượt, dưới đầu rút cả cột ra double kill. Có cái chuyện rất khó tại băng đống này. Jerry có một trái flash và Jerry một trái flash cực kỳ hay, double kill rồi. Không phải cho đồng đội của mình là đối thủ muốn đánh về, nhưng T1 làm được một DK cũng hoàn thành cho mình cú đúp, và đó là những điều về. Và đó là quá một thành công đây, bắn hạ được người đặt xe 4, double kill là có. Bây giờ một T1 rồi nhưng anh ta lại làm lỗi, và bây giờ sẽ là một T1 đánh vào mid. Thế từ bên phía của đội tuyển Posada, anh cửa vào tay ơi, thôi xong rồi. Mai K3, Mai sẽ là kịp lời bỏ người lên, không biết có trả lời là không. Double kill dành cho Mai, phá tan đi cái cơ hội đánh vào bóng dài B. Một tặng bóng kill, double kill của bóng kill. Nào, một mạng dành cho bên phía của Nhân Tâm trong bóng dài của lại bộ mình. Các tên đã chip rồi, đã chip đang đứng dưới tầng 1, đã chip làm được 1, đã chip không đổi được 2. Thì có thể sẽ làm được nha, nếu như kỹ năng flick của anh ta làm được 1 người này, và double kill dành cho TGM. Trên tầng 2 còn Nhân Tâm đang đứng dưới tầng 2, thì lại có được cái mạng. Double kill dành cho vị trí của Nhân Tâm, vẫn đang nhã, vẫn triple kill của Nhân Tâm. Uzi sẽ có cơ hội tràn vào, đó là một mạng dành cho Mai, nhưng bên trên Uzi phải chết. Mini bên kia yếu máu, hai bên tay đội tiếp tục bên phía đội tuyển Team A Lotus. Hai người đứng thứ hai vẫn đều yếu, có mỗi một đội phải kịp thời đổi một cơ hội cho đồng đội của mình. Uzi ở đây không thể chiến thắng được bóng kill, bom CB rộng mở. Một boy lộ vị trí từ trước đó vẫn đục, thực sự là vô cùng nhanh. Đáp theo ta mình vẫn có mạng, nhưng đó là người yếu máu. Cả bom ra và lùi về là thành công, nhưng bông kêu lại lao ra truy DK 72 mà vẫn thắng được cơ mà. EGF ui rồi ôi, bây giờ rút gôn ra có triple kill, đó là một góc mà Nhân Tâm kê trước với M4 ở trên tay và quát ra kill dành cho TGM, muốn để cho đồng đội A, và đó là cú A dành cho TGM. Nào, một mạng cho TGM, Bookboy cũng đã đi. Uzi bây giờ phải làm gì đây? Double kill TGM, triple kill cho TGM. Một góc kề, một mạng, chưa thể có double kill. Đây rồi, cuối cùng được. Thì Mai đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, đạp chip vào đây. Chốt trận